Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách cắm một bình hoa dương để bàn thờ ngày Tết, để bàn thờ gia tiên và để bàn thờ trong những ngày rằm đều được. Cái nguyên liệu thì các bạn có thể xem lại phần mô tả dưới clip của mình và bây giờ mình mời các bạn cắm hoa cùng mình. Trước tiên thì mình sẽ dùng cái cành thủy trúc để mình cắt, mình cắm trước. Các bạn cắt một cành thủy trúc nè. Ở đây thì các bạn nắm cái đầu lại và cắt hơi cao, bỏ bớt cái lá thôi nha. Đó, giữ lại một cái hoa như thế, đầu lá ngang như thế này và cắt. Thì tùy theo cái bình, nếu các bạn cắt cao thì các bạn sẽ cắt cái cành thủy trúc cao, cắm ngay ở giữa, lùi về phía sau của cục xốp. Cành thủy trúc thứ hai thì các bạn cắt ngắn hơn cành thủy trúc thứ nhất và cắm sát gốc cành thủy trúc thứ nhất, thấp hơn khoảng một đốt ngón. Cành thủy trúc thứ ba thì các bạn cũng cắt như vậy và cắt ngắn, cắm thấp hơn cành thủy trúc thứ nhất và gần song song với cành thủy trúc thứ hai. Cái cành thủy trúc thứ tư thì các bạn cũng cắt và ngắn hơn, cắm đằng trước song song với cành thủy trúc thứ nhất và thấp hơn hai cành thủy trúc vừa rồi. Mình sẽ dùng cái lá phát tài nha các bạn. Cái lá phát tài thì các bạn cắt nhọn. Cắm bên tay phải. Lá thứ hai thì các bạn cắm kế bên cái lá vừa rồi. Cái lá thứ ba các bạn cắm bên góc bên hông cục xốp, chúng ta sẽ cắm phía bên tay phải trước. Cái lá thứ tư các bạn cắm tiếp theo phía sau cái lá vừa rồi. Cái lá thứ năm thì các bạn cũng cắm tiếp và cắm phía sau cái lá thứ tư. Cái lá thứ sáu thì mình sẽ cắm phía bên tay còn lại. Cái lá thứ bảy thì các bạn cắm kế cái lá thứ sáu. Cái lá thứ 8 thì các bạn cắm kế cái lá thứ 7 và cắm ngay bên góc của cục xốp. Cái lá thứ 9 các bạn cắm kế cái lá thứ 8. Cái lá thứ 10 các bạn cắm kế ngay lá thứ 9 và cắm đằng sau lá thứ 9 nha. Dùng cái ngọn lá nè, ta sẽ cắt cái đầu này. Sau đó thì chúng ta sẽ găm vào và để cuộn tròn lại. Các bạn cuộn tròn rồi thì mình sẽ cắm vào ngay ở giữa của cục xốp phía đằng trước nè, một lá để chúng ta định hình. Cắt tiếp cái lá thứ hai và cũng cuộn tròn, quay ngược lại và định hình gắm bên góc của cục xốp nằm bên tay phải. Cuộn tiếp cái lá thứ ba và cắm bên tay trái, góc của cục xốp bên tay trái. Mình dùng cái góc lá phát tài cắt hình tam giác ngược. Bạn cắm vào ở phía đằng trước của cái lá đầu tiên nè. Cắm cái lá tam giác ngược thứ hai bên góc tay trái, kế cái lá vừa rồi. Cái lá thứ ba cắm bên góc cục xốp bên tay phải.
thứ tư thì các bạn cắm bên gốc tay phải kế cái lá thứ ba. Lá thứ năm thì các bạn cắm bên tay trái. Tiếp theo thì mình sẽ dùng hoa dơn. Các bạn cắt một cành hoa huệ, gọi là hoa dơn mà đã nở rồi đó, chúng ta sẽ cắm lần trước nha, song song với cành thủy trúc nè. Cái cành dơn thứ hai các bạn cắm bên tay phải và cắm xen kẽ cái chỗ góc trống của hai cành lá phát tài nè. Cái cành dơn thứ ba các bạn cắm bên tay trái và cũng cắm tương tự cành dơn vừa rồi, cành dơn thứ hai cũng xen kẽ luôn. Cái cành dơn thứ tư các bạn cắm bên tay phải, cắm ngay góc của cục xốp nè. Cành dơn thứ năm các bạn cắm bên tay trái. Cành dơn thứ sáu các bạn cắm bên tay phải, ngay góc của cục xốp và cắm cho cái hoa về phía trước. Cái cành dơn thứ bảy các bạn cắm bên tay trái, tương tự vừa rồi cái cành bên tay phải. Những cái dơn nè còn thừa đó mình sẽ cắt và để cắm đệm vào đằng trước. Bên tay phải cắm chỗ trống. Chúng ta cắm bên tay trái. Ở phía đằng trước thì thường thường sẽ thấy trống nên chúng ta sẽ cắm vào. Cắm tiếp phía đằng trước. Khi cắm xong rồi thì các bạn nhớ xịt nước để giữ hoa được tươi lâu hơn. Và nếu thời tiết nóng thì các bạn xịt hoa ngày 1 đến 2 lần. Còn mát thì các bạn xịt chỉ một lần thôi là hoa sẽ giữ được rất là lâu. Chúng ta đã có một bình hoa dơn để bàn thờ ngày Tết, bàn thờ gia tiên hoặc là ngày rằm, dâng cúng Phật, dâng cúng Hoàng Thiên Chúa đều được. Vậy là clip chúng ta đã hết rồi. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.